Khát khao mua nhà khi còn trẻ, nhiều người điên cuồng làm việc. Mình cũng đang làm tầm 2-3 công việc và đến bây giờ cũng tiết kiệm được khoảng tầm hơn 400 một chút. Mình tin là đến tầm 4-5 năm nữa thì mình có thể mua được một căn nhà riêng cho mình. Tự tin nhưng chưa đủ tài chính, đi vay là lựa chọn tối ưu. Cứ vay ngân hàng full thời hạn lên để cho cái gánh nặng tài chính hàng tháng nó nhẹ đi. Cho đến khi không thể càng đáng được. Mình vay người thân để mình có thể trả được cái số lãi của ngân hàng trong các cái tháng mà có sự việc bé bị ốm. Lựa chọn mua nhà sớm, tự chủ hay tự làm khó mình. Vâng, thưa quý vị, an cư lạc nghiệp, quan điểm của ông cha ta từ thời xưa nhưng đến nay nó vẫn là áp lực với nhiều người trẻ đến mức được coi là thước đo của sự thành công. Bởi vậy mà nhu cầu mua nhà của người trẻ vẫn đang không ngừng tăng lên. Theo báo cáo mới nhất của tập đoàn công nghệ bất động sản Property Guru, thì người trẻ trong độ tuổi từ 22 đến 39 tuổi đang là nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực thay thế cho nhóm trung lưu trên 40 tuổi. Điều đó có nghĩa là nhóm khách hàng chính của thị trường bất động sản Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi. Giới thiệu mọi người, đây là phòng của mình. Mình đang ở hai người, hơi chật một chút. Chúng em đi làm suốt từ sáng đến tận tối luôn, cho nên không nấu cơm mà. Bất tiện, chật chội. Cuộc sống trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 20m2, lâu cũng thành quen. Không phải không đủ khả năng thuê được một căn nhà khang trang, mà chàng trai này đang tiết kiệm để mua một căn nhà trước tuổi 30. Phòng bây giờ gần như chỉ kê được một cái giường ạ. Giờ còn trẻ thì mình có thể, ok, một mình chịu khổ một chút được. Tuy nhiên khi sau này có vợ, có con rồi thì mình cũng không thể cứ lụp xụp như này mãi được. Mình đã có một khoản tích lũy, kèm theo đó là hàng lương hàng tháng nữa, mình cũng đang làm tầm 2-3 công việc. Và đến bây giờ cũng tiết kiệm được khoảng tầm 400 một chút. Với cái lộ trình như mình đặt ra, mình tin là đến tầm 4-5 năm nữa thì mình có thể mua được một căn nhà riêng cho mình. Tự tin, nắm bắt cơ hội kinh doanh, chàng trai 26 tuổi này đã lên sớm kế hoạch mua nhà, xây dựng tổ ấm. Dù tài chính so với vạch đích mua nhà vẫn còn một khoảng cách, nhưng nhờ các hình thức hỗ trợ, anh đã không ngần ngại đặt cọc căn nhà đầu tiên. Kế hoạch trả thì trong khoảng 3-4 năm là mình sẽ trả ra cái khoản vay. Cả gốc cả lãi mỗi tháng nó chỉ vào khoảng 11 triệu. Thì so với lại cái giá đi thuê hiện giờ mà mình vẫn đang thuê là 9 triệu rưỡi, cũng trong khả năng của hai vợ chồng cân đối được. Cứ vay ngân hàng full thời hạn lên để cho cái gánh nặng tài chính hàng tháng nó nhẹ đi. Theo khảo sát của tập đoàn công nghệ bất động sản Property Guru, người trẻ từ 22 đến dưới 39 tuổi có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất năm 2023. Cụ thể, ở nhóm tuổi từ 22 đến 34, nhu cầu tìm mua bất động sản tăng từ mức 39% năm 2021 lên hơn 42% trong năm 2023. Xu hướng này phản ánh khả năng tài chính tốt hơn của thế hệ trẻ hiện nay. Ngoài ra, việc mặt bằng lãi suất cho vay về mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua cũng là động lực thúc đẩy người trẻ nắm bắt thời cơ để sở hữu bất động sản. Cơ hội khá là nhiều và mức lãi suất thì tương đối tích cực ở cái mức là đâu đó khoảng 9-10% một năm và có thể vay 15-20 năm. Hiện nay ngân hàng thương mại cho vay để mua nhà, sửa nhà là tương đối nhiều. Thông thường nó chiếm khoảng từ 35-40% tổng cái dư nợ cho vay bán lẻ của các ngân hàng. Cái đối tượng mà sử dụng tiềm lực tài chính tự lực để mua nhà ấy có tăng lên. Tỷ lệ người trẻ mua nhà dưới 30 tuổi khoảng là 10%, tức là cao hơn trước. Có cái sự dịch chuyển một chút là tự thân để mua được nhà. Với những triển vọng tích cực về thị trường lao động và sự tăng trưởng của nền kinh tế, nhiều bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn để gia tăng thu nhập và sở hữu bất động sản trong tương lai. Và anh chị em nhà mình có 7 ngày. Các bạn trẻ hiện nay có thể làm từ 2 cho đến 3 công việc cùng một lúc, phần nào khiến cho thu nhập của họ có thể là tăng hơn so với thế hệ trước. Chưa kể là việc tiếp cận với những nguồn vay hay là trả góp cho việc sở hữu bất động sản cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên sau đó không ít người bắt đầu loay hoay trong những áp lực, những mệt mỏi mà có lẽ là chỉ những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Quyết định vay tới 70% giá trị ngôi nhà với mức thu nhập của hai vợ chồng. Ban đầu mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và nó chỉ mất kiểm soát khi có sự ra đời của những đứa trẻ. Đến lúc đấy là cũng phải chạy vậy đi vay
Thì vay người thân để mình có thể trả được cái số lãi của ngân hàng trong trong các cái tháng mà có sự việc lúc là bé bị ốm ấy. Bây giờ bọn mình cũng cũng quen rồi và tiết kiệm các mức chi tiêu lại. Tập làm quen với những áp lực để có được một căn nhà đứng tên mình, đôi khi nó còn là sự đánh đổi. Chấp nhận mua một căn nhà chung cư ở ngoại thành, đi quãng đường gần 20 cây số mỗi ngày đến nơi làm việc bằng xe máy. Nhưng bù lại, ở độ tuổi 30, anh đạt được cột mốc mà mình mơ ước. Ở những hôm trời mưa thì mình phải mất tới một tiếng. Khi mà di chuyển một tiếng trên đường đến cơ quan ấy, thì nhiều lúc cũng cảm thấy là hơi mệt mỏi, ít có thời gian dành cho bản thân. Và mình mất hẳn thói quen là đi tập thể dục. Sau này nếu mà có gia đình và có điều kiện tốt hơn thì mình cũng mong muốn là sẽ được ở những nơi mà gần cơ quan để cho làm sao thuận tiện trong việc di chuyển cũng như có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Nhưng có nhà vẫn hơn không. Bởi với không ít người, giờ đang phải loay hoay tìm cách níu giữ những thứ sắp tuột khỏi tầm tay. Cầm trên tay tờ giấy báo tiến độ thanh toán, khi hạn đóng tiền nhà chỉ còn tính theo ngày mà khả năng chi trả gần như bằng không. Chàng thanh niên này không còn cách nào khác ngoài từ bỏ. Và mọi thứ thì nó đều dồn hết lên cái đôi vai của mình và mình cảm thấy rất là mệt mỏi cho cái điều này. Mặc dù là mình cũng có thể đi vay ở những cái nơi khác được, nhưng mà thực sự là mình khi trước khi cái suy nghĩ đấy ập đến thì mình đặt ra một câu hỏi là liệu rằng là khi mình vay cái khoản tiền đấy ở những nơi khác thì mình có trả được không. Cho nên là mặc dù là rất là tiếc, nhưng mà có lẽ rằng là bán cái căn chung cư này đấy là giải pháp mà duy nhất và tốt nhất cho mình ở thời điểm hiện tại. Từ bỏ trong sự tiếc nuối, không biết đến bao giờ mới lại chạm tay được đến ước mơ. Ở thời điểm hiện tại, ngôi nhà trong mơ của anh chỉ còn được hiện lên qua khung cửa sổ phòng trọ mà thôi. Mặc dù nhóm khách hàng trẻ quan tâm đến bất động sản đang có xu hướng tăng lên, nhưng một thực tế hiện nay đó là nguồn cung về nhà ở, đặc biệt là phân khúc bình dân còn hạn chế, đẩy giá nhà tăng cao. Theo báo cáo của thị trường bất động sản quý 1 năm 2024 của tập đoàn Property Guru Việt Nam, sau 6 năm tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên tới 70%. Cụ thể là chung cư ở Hà Nội có giá trung bình là 46 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh là 48 triệu đồng một mét vuông. Và cũng theo báo cáo mới nhất của Nambel.com, một website chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia trên thế giới thông qua các cuộc khảo sát, đã chỉ ra rằng giá nhà tại Việt Nam năm 2024 gấp gần 24 lần thu nhập trung bình một năm của hộ gia đình. Vâng, và trên con đường theo đuổi giấc mơ có phần nhọc nhằn ấy, có những bạn trẻ đã quyết định rẽ sang một con đường khác. An cư với mỗi người được định nghĩa như thế nào? Có nhiều người nghĩ là phải sở hữu được một căn nhà thì họ mới đầu tư vào căn nhà đó. Nhưng mà với bản thân mình, khi mình thuê nhà, các bạn thấy là mình vẫn trang trí nhà rất là đẹp, hoa cành, lá cành các thứ rất là đẹp. Bằng lòng với cuộc sống, dù không phải là căn nhà của mình, khi mục tiêu mua nhà ở tuổi 25 trở nên xa vời, cô gái này đã quyết định chuyển hướng. Mình sẽ đặt mục tiêu là báo hiếu bố mẹ trước. Thật sự là lúc đấy mình làm rất là nhiều công việc, nhưng mình thấy là công việc của mình đều là những công việc tự do, không có lương cố định. Mình cũng nảy ra một cái suy nghĩ là nếu mà không may có những khủng hoảng, biến cố xảy ra thì cái khoản vay mà dành cho mua nhà thì nó sẽ dành áp lực cho mình khá là nhiều. Khi mà mình nói bố mẹ là sẽ xây nhà cho bố mẹ thì thực sự là bố mẹ rất là vui. Mục tiêu mua nhà vẫn còn đó, chỉ khác nó không còn là tất cả với cô gái trẻ nữa. Còn với Hoàn, an cư đối với cô hóa ra lại trên chính mảnh đất quê hương. Bởi giấc mơ mua nhà trên thành phố dường như là một điều xa xỉ. Đầu tiên nghĩ là về quê để thay đổi một thời gian thôi, chứ cũng không định là sẽ ở hẳn. Nhưng mà nó là một cái cơ duyên thôi. Về quê mình thấy có thể sống được ở quê, có tìm được một công việc, có thể có thu nhập ở quê. Thì mình có tiết kiệm được một cái số tiền là 50 triệu gọi là để phòng thân thôi. Chứ không bao giờ dám nghĩ đến là sau này mình có thể mua được nhà hay là mua được xe hay là có một cuộc sống ổn định và sung túc hơn ở thành phố. Nhưng mà khi mà mình cầm một số tiền đó về quê, nó lại là mở ra cho mình một cơ hội rất là lớn. Và mình vẫn sống ở thành phố được mà, chẳng qua là mình sẽ không có những thứ như bây giờ. Những thứ mà Hoàn nhắc tới, đó là ngôi nhà, những mảnh đất để trồng dược liệu. Thành quả của sự nỗ lực suốt 3 năm vừa qua. Tìm cho mình những hướng đi riêng, chẳng cứ gì phải ở thành phố. Bạn vẫn có thể sống hạnh phúc
và tạo dựng nên nơi an cư của chính mình.